Xin chào mọi người, hôm nay mình giới thiệu một lô đất có nhà, có vườn, có 80 mét mặt tiền đường bê tông. Nhà này của mình thì là nhà mới xây, đầy đủ hết điện nước và công trình phụ. Từ vị trí lô đất của mình đi ra đến phía trung tâm thì cũng rất là gần, khoảng 250 mét thì đi ra đến đường tỉnh lộ 6, còn khoảng một cây rưỡi thì mình đi ra đến trung tâm của xã, gồm có chợ, trường học và ủy ban. Cái thế đất của mình thì là bằng phẳng tuyệt đối. Tổng diện tích của mình là được 2.600 mét vuông mà sổ sách đầy đủ nha mọi người. Phía bên cạnh nhà thì có một vườn rau. Nhà này thì chủ nhà người ta mới xây thôi, vẫn còn chưa tô nha mọi người. Đây là cái hình đất của mình. Nói chung là đất bằng phẳng tuyệt đối, không có chỗ nào bị dốc nha mọi người. Trên đất thì có tiêu và cà phê thì mới trồng thôi. Ngôi nhà này của mình thì gồm có một cái gian chính này, một cái gian bếp ở phía bên dưới và nhà tắm. Toàn bộ thì đều đã được lát gạch hoa. Cái không gian ở phía bên trên này mình thấy rất là sạch sẽ nhá, ở bếp cũng thế. Ở phía bên dưới bếp thì người ta cũng lát gạch hoa hết rồi, nhà tắm bên trong thì rất là rộng. Vị trí lô đất của mình là nằm tại xã Đắc Dung, huyện Đắc Song, tỉnh Đắk Nông. Thời tiết ở đây thì mát mẻ quanh năm. Từ đây mà mọi người di chuyển ra đến trung tâm xã thì có một cây rưỡi thôi. Nếu mà đi xe máy thì chắc là khoảng 3 phút đi xe là ra đến chợ. Đây là vị trí lô đất của mình, còn ngay phía bên ngoài kia là đường tỉnh lộ 6 nha mọi người. Đường đấy thì mình có thể đi liên thông được sang đến huyện Tuy Đức. Còn đi về hướng ngược lại khoảng 12 13 cây số thì sẽ ra đến trung tâm huyện Đắk Song. Sổ sách pháp lý rõ ràng nha mọi người, bìa của lô đất là được 2.600 mét vuông. Cái phần bìa đấy thì mình sẽ để ở cuối video. Giá của lô đất này thì cũng rất là rẻ. Mọi người có thể bấm vào cái phần mô tả để xem giá hoặc là liên hệ về trực tiếp với mình qua hai số điện thoại ở góc bên phải màn hình. Đây là cái khu vực dân cư ở phía ngoài đường tỉnh lộ. Nếu mà di chuyển ra đấy thì khoảng 250 mét. Còn mình đang quay dần về hướng trung tâm xã nha mọi người. Ở ngoài đấy thì có trường học, chợ và ủy ban. Từ vị trí lô đất mà di chuyển ra đến hướng trung tâm đấy thì nó rơi vào khoảng một cây rưỡi. Ở hướng ngoài này thì đầy đủ mọi tiện ích như là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Ở đây thì cũng có nhà thờ và chùa nữa. Cái ngôi nhà này của mình thì mình nghĩ phù hợp với một gia đình khoảng từ 3-4 người ở. Hoặc là những ai về hưu ấy, muốn lên trên Đắk Nông để nghỉ ăn, nghỉ tuổi già ấy, thì mình thấy ngôi nhà này rất là phù hợp. Cái diện tích đất của mình thì nó cũng không quá lớn, nhưng mà được cái là đất nó bằng phẳng, nó rất là dễ canh tác. Có vườn rau phía bên cạnh nữa. Nhà này của mình thì chỉ cần sơn sửa lại một chút là đẹp thôi. Nhà mới xây nhưng mà người ta chưa tô ấy. Bây giờ thì mọi người chỉ cần tô lại xong mà làm thêm trần thạch cao hoặc là trần thêm gỗ vào thì nó sẽ mát hơn rất là nhiều. Ở Đắk Nông này thì cái khí hậu là nó mát sẵn rồi nha mọi người. So với Đà Lạt thì nó chỉ chênh nhau khoảng từ 2 đến 3 độ C thôi. Nhiệt độ ở đây vào buổi tối thì bao giờ nó cũng se se lạnh, ngủ rất là ngon. Mọi người để ý là từ cái vị trí ngôi nhà của mình mà nhìn ra vườn nhá. Hoàn toàn là đất bằng phẳng. Mình có thể nhìn rõ được hết cái diện tích đất ở đây. Mặt tiền đường ở phía bên tay trái của mình ấy, thì nó rơi vào khoảng 80 mét. Đường bê tông này thì là đường nhỏ thôi. Phía bên trong thì vẫn còn vài nhà người ta ở nữa. Nếu như mọi người mà mua ngôi nhà này rồi mà muốn mua thêm vườn ấy, thì cách đây khoảng 100 mét thì mình cũng đang có 1 hectare cà phê người ta đang bán nha mọi người. Tiêu và cà phê ở trong vườn này thì chủ nhà người ta mới trồng thôi, nên là cũng tính ra là như đất trắng nha mọi người. Tổng diện tích là được 2.600 mét vuông, sổ sách pháp lý rõ ràng. Cái con đường này của mình thì là đường có thể hiện ở trên sổ nhá. Cái phần sổ lô đất thì mình sẽ để ở cuối video cho mọi người. Nhà này của mình thì là điện nước đầy đủ nha mọi người. Toàn bộ sân đất thì đều là đất đỏ ba gian tơi xốp. Nên là mọi người có thể trồng cây ăn trái hay là sầu riêng, bơ hay là vú sữa. Vừa rồi thì mình đã cung cấp đầy đủ thông tin của lô đất cho mọi người rồi. Phần sau thì mình sẽ quay chi tiết, quay chậm rãi ở trong nhà cho mọi người xem. Nếu như ai quan tâm thì có thể liên hệ với mình. Mọi người xem video thì cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Cái sổ lô đất thì mình sẽ để ở cuối nha mọi người. Nếu như mà ai muốn xem sổ thì có thể tua đến cuối video. Phần giá thì mình sẽ để ở trong phần mô tả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.